Thưa quý vị, do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp tại tỉnh Gia Lai, địa phương giáp danh với tỉnh Kon Tum, nên ngoài các chốt kiểm soát người và phương tiện qua lại tại các tuyến quốc lộ, thì các xã Gia Chim, Hòa Bình và Đắc Rơ Va, thành phố Kon Tum cũng tổ chức thêm 5 chốt kiểm tra phòng chống COVID-19 tại các đường mòn, đường nhánh tiếp giáp địa phận tỉnh Gia Lai. Thôn Tân An và thôn Cờ Lâu Ngoài Dố, xã Gia Chim, thành phố Kon Tum là địa bàn tiếp giáp với xã Gia Phí, huyện Chư Pả, tỉnh Gia Lai. Hàng ngày, người dân tỉnh Gia Lai thường qua lại địa phận này để lao động sản xuất hoặc giao thương giữa hai địa phương. Bên cạnh đó, do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp tại tỉnh Gia Lai, nên một số đối tượng sẽ lợi dụng những tuyến đường mòn này để tránh khai báo y tế khi đến tỉnh Kon Tum. Vì vậy, ngay từ ngày 30 tháng 1, Ủy ban Nhân dân xã Gia Chim đã quyết định thành lập chốt kiểm tra phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại thôn Tân An, sau đó lập thêm 2 chốt khác tại thôn Cờ Lâu Ngoi Dố để thực hiện kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế và tuyên truyền về dịch bệnh COVID-19. Trước khi tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, thì Ban chỉ đạo xã sau khi họp và được chỉ đạo của Ủy ban Nhân tỉnh, Ủy ban Nhân thành phố, thì xã đã quyết định thành lập 3 cái chốt kiểm soát dịch bệnh, là kiểm soát dừng đỗ tất cả các phương tiện từ ngoài địa bàn vào xã, thực hiện đo nhiệt độ, kiểm tra sức khỏe trước khi vào địa bàn và thực hiện khai báo y tế, đi từ đâu về, lấy các thông tin cơ bản để tránh để điều tra dịch tễ sau này. Bên cạnh 3 chốt kiểm tra phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại xã Gia Chim, xã Hòa Bình và xã Đắc Rơ Va, cũng thành lập mỗi xã một chốt để kiểm soát người và phương tiện qua lại giữa hai tỉnh. Mặc dù trong thời điểm Tết Nguyên đán, điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ công tác trực kiểm tra phòng chống COVID-19 còn rất thiếu thốn, nhưng lực lượng làm việc tại 5 chốt trực rất nghiêm túc. Tuy tình hình thực tế của địa phương và đặc thù tuyến đường, tại các chốt bố trí lực lượng công an, dân quân, y tế và cán bộ công chức xã làm nhiệm vụ 24/24. Mọi người thì đang quay quần bên gia đình, còn tôi thì vẫn vui vẻ đi trực Tết vì để bảo vệ cho dân mình trong thời gian trực ở đây. Thì anh em ai cũng nhiệt tình hết. Và tình hình dịch thì đang diễn biến phức tạp, thì tôi thì tham gia trực đầy đủ luôn. Theo lực lượng phân công của công an, đã ban y tế cùng để đủ đồng đội của anh em của xã Hòa Bình tục trúc ở COVID-19 này. Chúng tôi cố gắng hoàn thành nhiệm vụ trước Tết để người dân của chúng tôi vui xuân. Thông qua việc thành lập các chốt kiểm tra phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại các đường tránh, đường mòn tiếp giáp với địa phận tỉnh Gia Lai, mỗi ngày đã kiểm tra hàng trăm lượt người qua lại, qua đó đóng góp một phần lớn vào nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Trong thời gian Tết Nguyên đán, thì trước hết là lãnh đạo xã, đảng ủy, ủy ban, hội đồng, mặt trận xã đã thực hiện trước hết là vận động trong cán bộ công nhân viên chức để góp phần ủng hộ và tạo cái điều kiện cho chốt làm việc tốt nhất có thể để thực hiện kiểm soát tốt dịch bệnh. Trước hết thì đối với lực lượng đoàn thanh niên thì đã bố trí đoàn viên thanh niên vào trực cùng với chốt để giúp chốt kiểm soát tình hình người qua lại cho nó dễ dàng hơn. Thứ hai là các đồng chí bí thư, chủ tịch, các đồng chí lãnh đạo đã thay nhau vào thăm chúc Tết và tặng quà cho tất cả các đồng chí trực chốt tại đây, động viên kịp thời cho anh em để yên tâm thực hiện nhiệm vụ. Thực hiện nhiệm vụ ngay trong những ngày nghỉ Tết. Khó khăn có, vất vả có, nhưng sẽ là niềm tự hào khi là chiến sĩ trên mặt trận chống dịch bệnh COVID-19. Vì một mùa xuân bình yên cho mọi người, những chiến sĩ thuộc các lực lượng đã quên Tết vì nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19.